khổ chiến suốt 30 ngày ở Ukraine, xong chỉ chốt giải phóng Donbass, Nga qua mặt tất cả. Lực lượng Ukraine đang tìm cách giành lại ưu thế chiến trường khi Nga, Moscow chuyển sang trọng tâm kiểm soát khu vực phía Nam và phía đông đất nước. Hôm 27 tháng 3, Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi Trostyanets, khu vực phía đông bắc vốn đang bị Nga bao vây. Việc chiếm lại Trostyanets diễn ra sau khi Moscow cho biết sẽ không mở các đợt tấn công giàn trải trên nhiều mặt trận mà chỉ tập trung chiến dịch vào khu vực Donbass, nơi các lực lượng Nga nắm giữ thế mạnh. Việc tái tập trung lực lượng chiến dịch vào một mặt trận hẹp hơn ở Donbass có thể giải quyết một số vấn đề hậu cần gây khó đối với lực lượng Nga và cho phép sức mạnh không quân nắm vai trò thống trị. Các quan chức phương Tây ước tính rằng có tới một phần năm lực lượng Nga không còn hiệu quả chiến đấu và nhụy khí xuống thấp, nhưng cảnh báo rằng không phải cuộc chiến đang nghiêng phần thắng cho Kiev phát biểu tại cuộc họp giao ban của bộ quốc phòng ở moscow cuối tuần trước sergei ruskoi một quan chức cấp cao trong quân đội nga cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine đang bước vào một giai đoạn mới được thiết kế để giải phóng hoàn toàn donbass ông mô tả việc nhắm mục tiêu vào các thành phố khác từ trước đến giờ bao gồm cả thủ đô kiev chỉ là một phần của chiến lược đánh lạc hướng quân đội ukraine làm giảm sức mạnh mất tập trung và hạn chế khả năng phản ứng ở donbass chính quyền Ukraine và các quan chức phương Tây đã phản ứng một cách thận trọng trước tuyên bố thay đổi chiến lược quân sự này. Điều được đưa ra sau khi các bước tiến của Nga vào Kiev và các thành phố khác bị cản trở. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó có thể là mục tiêu thực sự mà Nga nhắm tới ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao Mariupol là nơi mà Nga đang tập trung hỏa lực nhiều nhất. Mặc dù là một khu vực nhỏ trên bản đồ, Mariupol đang nắm giữ bán đảo Crimea, được Nga sắp nhập vào năm 2014, và khu vực Donbass, nơi có các nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở đông nam Ukraine. Cố vấn tại Russia cho biết, việc nắm quyền kiểm soát đường cao tốc từ Crimea đến Mariupol sẽ kết nối bán đảo với Donbass bằng một hành lang giao thông. Chuyên gia an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, Aga, nói với nguồn tin rằng Mariupol rất quan trọng đối với Nga trong thời gian hiện tại và trong tương lai. Aga cho biết Crimea sẽ được kết nối với Nga bằng đường bộ nếu Mariupol thất thủ. Là một thành phố ven biển trên biển Azov, điều này rất quan trọng đối với Nga về lợi thế cung cấp và hậu cần cho quân đội của mình, Aga nói.